Hello, xin chào mọi người. Đây là vlog của Gay TV và Gay Media. Trời ơi, cuối cùng hôm nay cũng đã giết rồi, được mặc quần áo mới rồi. Hôm nay thì chúng tôi sẽ quay quả trứng này. Ship Hà Nội ấy. Hôm nay chúng tôi sẽ làm trứng đà điểu các bạn ạ. Em thấy mấy trăm quả. 300 một quả. Đây là một chiếc tuấn. À, nhìn bọn này đánh phấn mình mới nghĩ ra là mình có một hộp Cushion. Không, hôm trước vừa mới mua. Cho xem không em? Con này Cushion à? À, Cushion nó trôi à? À. Một sản phẩm mua hơn một cu mà dùng đúng một lần. Phát. Chúng ta sẽ không quan tâm đến sản phẩm. Chúng ta sẽ không quan tâm đến sản phẩm đấy trước khi chúng ta biết giá. Tôi đã pass chuẩn bị thành công rồi các bạn ạ. Nếu chị bảo là nhầm thiếu một số không cái. Không, mua là đã đến đâu. Anh Hải đi tìm này à anh? À vâng, đây trong để em đưa tiền ông phụ cho anh. Vâng. Nó không nó tự nhiên nó che được khuyết điểm thôi. Cuộc đời mình toàn dùng kem chống nắng ấy. Thế dùng kem chống nắng thấy nó lên tông ấy, thế là ok đâu mà này, đừng tối. Vô hả? Yến này. Hả? Thế cái ngày tối chuyển ngày nhá. Ừ, tối chuyển ngày. Cũng không kịp, nếu mà đấy cũng kịp. Không kịp gì? Anh em quay dấn anh không kịp, phải kịp. Cái đấy phải tối thì mới kịp được. Chứ không thể kịp nổi ấy chứ. Thế cả cảnh tối đấy anh nhiều xôi đi làm được. Người khác. Nó bố thêu rồi, bao nhiêu tập rồi. À cảnh thích thế không quay cảnh tối đâu. Hai em chỉ là gì? Ừ. Thế thì em thấy. Chúng ta sẽ không thích sản phẩm ấy cho đến khi mà chúng ta nhận giá. Đi chuyển đi. Tại vì nó sang ấy, tại vì thích cái vỏ nó sang ấy. Tôi chẳng dùng được các bạn ạ. Tại vì mặt nhiều khuyết điểm quá đấy, nhiều nốt, nhiều bong quá đấy. Cái đấy đập vào mặt phải đập mạnh vào cục. Bên đấy trắng hơn bên kia rồi đấy. Mặt mày đập về hết nửa lọ Tuấn ạ. À. Đúng rồi, vợ dạo này. Chứ gì nữa? Ngọc quá. Thời chết chết là chăm vợ đẻ nó lại nhìn tiểu tụy này. Năm ngoái ôi xem tập này năm ngoái biểu lợn. Béo nước đít. Năm nay làm gầy thế. Vừa chăm con vợ vừa chăm ba hai con mèo. À con mèo của ta đi viện chưa về? Con Quyết. Con Cương về nhìn đẹp hết rồi nhỉ. Ôi trời. Béo nhìn đỡ xì ke rồi, có lông rồi. Sao con Quyết bị sao đấy? Không biết tự nhiên bị sốt. Nhìn thấy em phát. Rất thích mèo. Em mình mua con chó Phúc Yên đó. Cho lên đâu? Lên Phúc Yên. Phúc Yên ở Phúc Yên có một con mèo. Ừ. Ê. Là ba con, nhưng mà nhà trên đấy chợ ông. Ba tầng cơ mà. Sao chạy. Đấy, mà đang chát. Cho con gửi số tài khoản cho em. À, được, trướng trắng chưa đeo trướng. Chỉ có mày lợ thôi Tuấn ạ. Lúc đây tao không bán cho mày đúng rồi. Không. Thằng này có nợ nần gì tiền mình không nhỉ? Nhiều lúc mình đưa cho nó tiền cho mình không nhớ luôn á. Ừ, ăn hôm nay dám mua được phấn thì cứ tí nữa ngồi thấy chưa? Tao phải kêu 8 tầm 8 rưỡi rồi gọi quay cho em. Chưa để em vẫn dậm. Tại vì nó rẻ quá, tội gì mình không dậm nhiều đúng không? Rẻ quá mình bạc đúng không? Mình biết. Cái này mà mua lõi không? Ok, đấy bán còn bán nguyên cả lõi không á? Tốt là được á? Thế là cái vỏ thế là cái vỏ của nó là để trang trí nhiều hơn đấy. Bây giờ mình mới biết luôn. Đâu bật cái vỏ ra nào. Bật cái lõi ra nào. Tại vì lúc chị mua là lõi là chưa ấn mà. Ờ ai biết đâu. Lúc chị mua à chắc nó ấn sẵn cho chị ạ. Đây là chị bật cái này ra là chị thay cái lõi. À bây giờ mình mới biết. Thật là gà mờ quá đi. Ơ chứ chưa thấy cái team nào xuống hỏi lấy trứng nhỉ? Hay cái đây không ấn được? Đây này, bật ở cái này này. Chứ chẳng phải có cái gì để cậy á. Đây cái bìa đây này. Ừ. Thế thôi kệ nó đi. Kệ nó đi không hỏng hay lại khóc. Vẫn dậm chưa xong. Vẫn dậm. Em đến tả từ bây giờ em buộc chưa chưa. Em phải nhà rồi em tẩy trang. À một chiếc thảo ne. Rất là trinh, hồi này để chuộng style, coi như thế là tết tóc hai bên, hai bím. Không phải, tết tóc khác từng tí đi ấy. Ừ. Sẽ giống hẳn nhau ấy. Thảo hai bím.
1. 2 bím tóc. Ở lớp 3 đi, tổng cộng là 3. Mày tính nhiều quá em ạ. À. Đầu này số hơi nhiều. Anh à. Mày nhiều bím quá. Tao bảo nó có 2 bím tóc, nó bảo nó có 3 bím. Chịu luôn. Tên cả lông nó tết, tóc nó lông. Lông đầu tết là được rồi. Tôi sẽ xem Long Tồn nhắn tin nha. Ui sáng nào nó cũng đọc, ngồi đây đọc kịch bản các bạn ạ. Ý lại xem TikTok. Ý TikTok này 1 tỷ năm không vào, bây giờ cái này mới đề xuất đến nó này. Nó bảo bây giờ nó bị thằng Trung Quốc. Phải đâu. Thì thằng cũng ngồi đọc đọc. Không đúng không? Đâu 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 đâu, thì cảm như nào. Anh thiếu. Đúng vậy. Đây là quả trứng bông qua chị bảo em đấy á. Ừ. Em lạnh, vẫn lạnh. Tao để cho tủ lạnh mà. Hôm nay bọn media sẽ ăn trứng cà điểu hấp sốt Thái. Dự định té xe. Cẩn thận một cái chị cắt ra rồi đấy. Một cái chị cắt giấy báo, chị cắt ra rồi lôi ra nó bục quá. Lấy cứ lôi ra. Có 300 một quả thôi mà. 300 một quả. Tiền taxi là 4. Tiền taxi là 400. Vãi. Tiền taxi là 100 nữa là 400. À, tiền taxi 100 rồi. Ừ. Tưởng 400 nghìn tiền taxi. Không. Nặng vãi luôn, em đi qua Chôm. Có vẻ cái này là mua ở chỗ Ba Vì đúng không? Cái này mua Hà Nội. Vâng, Ba Vì Hà Nội. Hà Nội. Mấy chị yên em nếu mà để nó nở thì nó đà điểu đúng không? Đúng. Mày hỏi như hỏi ấy, chứng đà điểu không nở nó đà điểu, nở cái này à? Chết rồi, nhưng mà con này nó dở thật rồi. Không, chứng đà điểu nở ra con vịt. Chứng đà điểu nở ra chó con. Ôi nặng lắm mọi người ạ. Ừ, nặng. Và cái vỏ nó rất là dày. Thế này á, quả này em thấy em đọc trên mạng nó bảo hấp 30-45 phút. Đấy là hấp cả vỏ. Còn nếu mình bỏ vỏ ra thì là nhà cũng nhanh. Bỏ vỏ ra không? Hôm nay mày khát được cầm quả này cả ngày. Ôi trời ơi, chết mất. Hôm nay mày cầm quả đấy xong rồi du ngủ các thứ các kiểu. À chết rồi, quên rồi. Còn cầm phải đi ẻ nữa, Đấy, đọc kịch bản đấy không? Kinh, người ở tiến bộ thế, lại còn đọc cả kịch bản nữa, trời ơi. Đọc thì lướt qua đấy. Ê, à đấy, mày lại lòi rồi em ơi, mày chết. Mày lại muốn mất 100 nghìn rồi. Ui, đẹp thế. Ui, đẹp thế. Chết rồi, bảo anh Tôn này mua màu đấy cho nó vẽ. Em gái anh đây rồi, anh đang mua màu gì vẽ không xóa được nhỉ? Từ bé đến giờ, không bao giờ xóa được. Màu gì vẽ không xóa được nhỉ? Dạ, bức dạ không xóa được. Nhưng mà bức dạ đấy nó không có màu. À, vẽ bút nước, vẽ bút kiểu. Ừ. Bút nước lại không xóa được. Cái màu mà chấm xong rồi vẽ à? Có cái bút dạ nó chấm xong vẽ cái đấy thì xóa được. Màu nước. Ờ bộ màu nước ạ. Mà xóa rồi. Xóa được. Và cái vỏ này không có xóa. Thì tao bảo anh tuôn. Thế thì tao mang máy rửa mặt đi để rửa cho quả trứng. Em không mang đi rồi. Mày tào lao cái này thế không? Nhiều lúc không biết là nó tồ thật hay nó giả vờ tồ các bạn ạ. Giả vờ đấy. Giả vờ đấy à? Tồ bắt không? Mặt anh Hiếu hôm nay là hơi chảy tí. Bên sáng làm sao? Chắc là không có nước ngọt hoặc không có cái gì nó cắm vào mồm không? Không tuôn đâu. Sao mình không thấy anh tuôn đâu nhỉ? Bấm nhầm ạ, ok. Sao mình không thấy anh tuôn để mình dặn anh tuôn mua đảo cù? Vân cứ thiếu thiếu à kia con Vân kia rồi. Ý, chết mày chết rồi, con kia mày chết. Anh Tuân đâu nhỉ? Anh Tuân ngoài đấy không ơi cả nhà ơi? Ờ, thế để bảo anh Tuân. Một chiếc Long Tồn rất là bù già bù dù. Alo. Em đây anh ơi. Hả? 2 quả. Cố quay quả lên để dành cho chị một quả chị mang về. Thì một quả phải vẽ ở nhà này, cái thảo nó vẽ đầu tiên mà. Thì chỉ có một cái hình. Có một cái hình ở cảnh thôi là nó vẽ có một tí thôi. Ừ. Ông sáng sau đi học nó mới vẽ chi chít, thì là phải có 2 quả thì mới quay được cái cảnh ngoài nữa. Chi chít thì vẽ bằng bút nước thì vẫn vẽ được, vẫn xóa được thoải mái. Nói chung là quay một quả để chi một quả. Còn cái kia nếu mà dán các thứ là phải lôi cái quả kia ra. Ừ, đây 2 quả đây. Anh Tuân này, anh Tuân mua cho con Thảo cái bảng màu nước cho nó vẽ vào quả trứng nhá. Cái giỏ ở đâu? Em không biết. Nhưng mà một quả chỉ để mang về. Mang về nấu ra.
cái giỏ mà sách đựng quá anh không có thì mình cho vào cái giỏ thì được anh lót. Vậy anh lót vải đỏ rơm rạ các thứ vào tiền anh ơi. Cầm đồ bớt anh ấy. Anh mua cái màu nào mà vẽ quả trứng mà xóa được ấy nhá. Cái màu nước là màu tô ấy. Cái màu mà chấm vào xong rồi vẽ lên nó xóa được, xóa mờ mờ là được. Xóa mờ mờ là được. Xóa rồi đi. Để vẽ quả trứng. Để xóa để làm gì? Nó phải xóa đi, nó có nhiều đúp là nó xóa đi để cho mờ mờ xong nó vẽ khác nhem 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 lên. Màu nước tô tượng thôi. Vâng, đấy 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 đấy. Màu nước tô tượng thì màu xóa cái nào xóa được. Được. Không bao giờ xóa được luôn. Thế anh cứ mua màu sáp ạ. Đâu còn ai chờ bớt anh đây. Anh ơi trứng anh ơi. Anh quên trứng anh Tuấn. Phía đây phải đi nhá. Ờ, buổi sáng rất là hỗn độn nha các bạn nhá. Tôi vừa phát thành công một cái sản phẩm mà tôi nếu mà tôi để ra sẽ chẳng dùng bao giờ. Tôi còn rất nhiều thứ cần phát, chắc sáng mai cứ làm vlog phát đồ á. Đúng hợp lý. Mình sẽ chuyển phát rồi cuối tháng hoặc bắt đầu tháng ấy. Cuối cùng thì trời cũng rét rồi. Trời ơi. Ê, ê, in đi anh nhá. Chú tuôn chim. Mini. Một chiếc mini rất là mini. Thế là em lớn rồi, bây giờ đi xe là em đúng bảo hiểm trước không đội đâu, bây giờ mới thấy nó đội. Một chiếc quỳnh. Làm sao vội thế, chậm chậm thôi, từ từ thôi. Thằng kia đang đợi mày à? À chậm nó chửi à? ở trong phim thì mình chửi nó mãi rồi, bây giờ ở ngoài thì nó chửi mình, thế thì mình phải lợi dụng cảnh nào có cảnh oánh thì ánh như nó phát đau vào. Vẫn đánh yêu nhá. Có cảnh ba đến tay một chút phúc vẫn đau ơi đau nhíu cười luôn. Xong quay sang nó cười, nó bảo anh diễn đấy. Diễn mất dạy mà đấy. Vũ em gái. À, mày di chuyển đấy. Đi ngược chiều, chú công an ơi,